Chào anh em nhé, chào các bác đam mê săn bắt ong nhé, đam mê săn ong toàn quốc. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhé, shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Trong clip ngắn hôm nay xin giới thiệu với các bác về cái sản phẩm đó là quần áo bảo hộ bắt ong rừng, bắt ong bò vẽ, bắt ong đất, chuẩn bị vào mùa khai thác ong 2019 nhé. Anh em sắm rất là nhiều thì giới thiệu cho các bác chi tiết về cái bộ quần áo bắt ong cao cấp nhé. Các bác xem kỹ giúp tôi nhé, tại vì một số bác là ở trong vùng sâu xa không có online được, không biết Zalo, không biết Facebook, chỉ có cập nhật được cái video YouTube hoặc có thể xem ở chỗ này, xem ở chỗ kia. Thì làm sao một cái nội dung video các bác xem xong các bác nắm được hết về cái này, và cái quần áo bắt ong này thì có thể là thời lượng hơi dài một chút thì các bác cố gắng theo dõi nhé. Đây là một bộ quần áo bảo hộ bắt ong, bảo hộ bắt ong rừng, ong bò vẽ, ong đất nha các bác nhé. Cái bộ này ấy, thì tôi nói giới thiệu đó là cái bộ quần áo bắt ong cao cấp bằng da, bằng da các bác nhé, chất liệu bằng da và màu là màu rèn ri, màu rèn ri chất liệu bằng da. Thì đây đầu tiên ấy, đó là cái bao bì đóng gói là một cái túi sách như thế này, trong một túi sách như này nhé. Thế còn phụ kiện thì tôi sẽ giới thiệu cho các bác, đây là 2, 4, 5 bộ, 5 bộ này là 5 size khác nhau nhưng mà phụ kiện nó đi theo sẽ giống nhau. Đây là tôi bỏ ra khỏi túi rồi, đây tôi bỏ ra khỏi túi rồi. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bác, đối với cái bộ này ấy, thì nó sẽ có nhiều size số cho các bác lựa chọn. Size nhỏ nhất nhá là size số 41, số 40 các bác nhá. Size nhỏ nhất là size số 40 này. Cái size số ở đây ấy, thì nó sẽ đóng trên cái ủng các bác nhá. Số 40 này, số 41 này, nha, số 41 này, đấy. Số 41, số 42 này, số 42. Đây là size số cỡ bao nhiêu, kích cỡ bao nhiêu sẽ đóng trên cái ủng số 42 này. Và bên này là số 43. Số 43. Thì bây giờ khi các bác mua hàng thì các bác vui lòng cho shop biết được cái thông số về chiều cao, chiều cao và cân nặng của các bác thì shop sẽ lấy cho các bác cái size số phù hợp nhé. Chứ không phải là cái số này là dành cho bao nhiêu. Nói chung là các bác cứ cho số đo về chiều cao và cân nặng thì shop sẽ chọn cho các bác cái số đo phù hợp nhé. Đây là số 44. Đấy, số 44 này. 40, 41, 42, 43 và 44. Cơ bản là có 5 cái thông số này, 5 size số này đủ cho các bác kích cỡ lựa chọn. Người từ 1m50, 45 cân trở lên cho tới 1m7, 1m8, 8-90 cân. Các bác cứ cho biết là chiều cao, số đo và cân nặng nhé. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bác một cái bộ này nó bao gồm những cái gì, bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu điển hình là cái bộ số 41 này. Số 41 này là dành người cao khoảng trên 1m6, nặng khoảng 50 cân trở lên. Như tôi tầm đây thì sẽ mặc cái bộ 41 này là vừa. Thì tôi giới thiệu cho các bác luôn và tôi sẽ mặc thử cho các bác xem luôn. Thì bây giờ đây là một bộ quần áo bắt ong. Thì tôi giới thiệu cái bộ này trước cho các bác. Đấy. Bộ quần áo bắt ong này là nó sẽ kết cấu là liền hết. Đầu tiên các bác quan tâm đến cái chất liệu của nó, chất liệu của nó. Thì chất liệu của nó là được may bằng da, bằng da các bác nhé. Bằng da này, ủng là ủng bảo hộ lao động theo kiểu như ủng cứng. Các bác hình dung rồi. Đấy, các bác có cái ủng đi mưa, ủng cứng ấy, đen ấy thì cái ủng này như vậy nhá. Còn về chất liệu da thì các bác hình dung cho tôi là nó giống như là cái da ở vỏ yên xe máy nhá, giống như da ở vỏ yên xe máy. Nó rất là dày đấy. Đối với cái loại này thì là chống ong đốt xiên. Ong không đốt được xiên nhá, mà nó lại kín đáo, nó mềm. Mà nó dẻo nhá. Và kết cấu của nó thì là liền hết nhá. Tôi đặt phía trong cho các bác xem này. Bác xem này, da nó giống như da vỏ yên xe máy, ở trong là lớp vải dù này. Ở phía ngoài là nám một lớp nhựa, nám lớp nhựa. Cái này thì nước dội vào là sẽ trôi, không thấm nước nha các bác nhé. Rất là dày, các bác quan sát đi, nó rất là dày này. Các bác cứ hình dung ra là cái da bọc yên xe máy như nào thì cái này giống như vậy, mà nó còn đạt độ dày hơn, độ dai hơn các bác nhé. Độ dày hơn, độ dai hơn. Đấy là về cái chất liệu của nó. Còn về cái kết cấu, và kết cấu này mời các bác quan sát này. Kết cấu của nó thì nó bao gồm may liền khối hết, may liền khối cả ủng này, cả găng tay, cả quần và cả áo may liền khối với nhau nhá. Cái bộ này được thiết kế rất là nhiều ô thoáng để giúp cho các bác mặc nó được thoáng mát trong quá trình thao tác nhá, giúp nó thoáng mát nhá. Đây các bác quan sát này, rất là nhiều ô thoáng nhá. Ô thoáng đầu tiên
Ô thoáng đầu tiên là cái tôi giới thiệu cho các bác ô thoáng ở hai bên đùi gối. Đấy, ô thoáng hai bên đùi gối này. Nhá, ô thoáng hai bên đùi gối. Và cái kết cấu của ô thoáng này thì nó là có ba lớp lưới mỏng ở ngoài, lớp lưới giữa ở trong và lớp lưới ở trong nữa. Đây, ô thoáng hai bên đùi gối nhỏ như này. Tiếp theo là ô thoáng ở hai bên ngực này. Hai bên ngực này nhá, ô thoáng nữa. Và cái mặt này là cái phía bằng trước mặt mình để giúp các bác quan sát hai lớp lưới trong, lớp lưới ngoài. Và có cái vòng nhựa ở giữa để cho hai lớp lưới là cách nhau khoảng hơn một phân, giúp cho lọc ong nó không tiêm qua được nhé, giúp cho lọc ong không tiêm qua được. Thế đây là cái phía trước. Và về phía sau trên đỉnh đầu này thì sẽ có hai ô thoáng nữa, hai ô thoáng nữa nhé. À, trên đỉnh đầu hai ô thoáng, phía sau gáy có một cái, một ô nữa, có một ô nữa nhé. Và phía sau lưng là có một ô to nhất là giúp thoáng tốt nhất. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bác về cái kết cấu của ô thoáng. Các bác chỉ xem một ô thôi, các bác sẽ hình dung ra tất cả các ô khác nó cũng giống như vậy hết nhé. Nó giống như vậy này. Thì đây tôi cho xem các bác xem cái ô to nhất để các bác dễ thấy này. Đây, đây nhá. Đây là những cái viền da, viền da để nó may ép vào, may ép vào thêm. Đây là cái lưới bồng nhá các bác nhá, lưới bồng. Lưới này là lưới bồng, lưới nảy ấy, nó rất là dày, nó dày tới một phân mấy, hai phân nha, giúp nó thoáng khí này và đạt độ dày, lọc ong nó không tiêm qua được. Thì phía bên này, à, phía đằng trước này các bác thấy không, à, phía đằng trước này thì có thêm một lớp lưới dày nữa, thêm lớp lưới dày nữa. Thì các bác quan sát này, à, em quay rộng lên cho các bác quan sát cả cái ô này. Đây nhá, đây là nguyên một tấm da liền, thì họ sẽ quét ở giữa, quét một đây, họ may lưới vào. Đây các bác nhìn thấy đường may này, đường may chỉ rất là đều. Đấy, đường kim cũng chỉ rất là chắc chắn đấy. Hai vòng, một vòng phía trong, một vòng phía ngoài. Thì chính cái vòng phía trong phía ngoài này ấy, là người ta may ép cái da này. Đấy, các bác thấy không? Cắt nguyên một miếng da, miếng da bề rộng là khoảng 5 phân này này. Đây, may ép vào đây. Đấy. Thì thấy các bác thấy là cái kết cấu của nó rất là chắc chắn nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy. Rồi. Đấy là về cái kết cấu của nó là may liền này, nhiều ô thoáng này, chi tiết của từng ô thoáng này. À, găng tay cũng là liền luôn các bác nhé, găng tay là liền luôn, găng tay liền luôn. Thì bây giờ tôi sẽ thao tác mặc thử cho các bác xem và chú ý một số điểm cho các bác nhé. À, đây là cái kết cấu của bộ quần áo, à, giới thiệu thêm cho các bác và cái phụ kiện đi theo. Phụ kiện đi theo thì sẽ bao gồm có đầu tiên các bác, đó là một cái mũ theo kiểu mũ bảo hộ lao động, mũ thợ điện đấy nhé. Có cái đai ở phía sau này, cỡ to nhỏ thì các bác kéo vào cho nó vừa hợp lý này. Một chiếc mũ này. À, quan trọng nhất đó là một chiếc kính chống ong đái. Đấy nhá các bác nhá. Khi các bác bắt ong cây thì các bác phải đeo kính để vào đá rất là giữ. Một cái kính chống ong đái này. Một cái mặt nạ. Cái này thì nó gọi là một cái mặt nạ. Cái khẩu trang, nó đúng hơn cái này là cái khẩu trang. Khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc. Đấy. Khẩu trang giống như mặt nạ chống độc. Đây. Cái chiều nhọn này này sẽ quay lên trên. Các bác quan sát kỹ giúp tôi này, cái này nó quay được này. Nó xoay được. Đấy, nó xoay được. Thì các bác phải xoay cái vị trí dây này ra phía ngoài này, xoay vị trí dây ra phía ngoài thì mới đeo được. Đây, khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc nhá. Đó. Đeo như này nó chống ong đái các bác nhá. Lỗ này quay lên trên rồi mình thở, lỗ thở này quay lên trên nhá. Đó. Khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc. Và bổ sung thêm cho các bác một cái găng tay, găng tay bằng cao su. Găng tay này nó là hàng cao su mỏng, giống như là các bác mấy chị em phụ nữ mà mua về để rửa chén rửa bát đấy nhé. Cái này ấy là giúp cho các bác bổ sung thêm ở phía trong khi các bác đi khai thác ong đất, tại vì ong đất nó cực kỳ nguy hiểm thì các bác phải bổ sung thêm một lớp nữa ở phía trong, sau các bác mới mặc bộ này vào cho đảm bảo an toàn. Còn khi các bác còn bắt ong bò vẽ, ong bầu dời bình thường thì không cần phải thêm cái này. Thế nhưng mà cái này là có thêm bổ sung cho các bác để khi các bác đi khai thác ong đất nhé. Phụ kiện đây. Đấy. Kính chống ong đái này, khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc này, mũ bảo hộ này, tôi găng tay phụ thêm này nhé. Bây giờ tôi sẽ thao tác mặc cho các bác xem. Các bác lưu ý kỹ là trước khi mặc thì các bác nên đội cái mũ này vào. Đội mũ này vào nó rất là nhiều yếu tố hay cho các bác, rất là nhiều tác dụng nhé. Nên đội mũ này vào, căng cho nó vừa đầu nhé, căng cho nó vừa đầu này. Bây giờ nó đang rất là nóng thì có lẽ là tôi xin phép tôi mặc quần đùi thôi, mặc quần đùi thôi. Chứ nếu mà mặc quần dài mà thì nó quá nóng các bác nhé. Tôi sẽ mặc quần đùi cho nó mát một chút để giới thiệu lâu cho các bác được hơn. Còn khi các bác đi đánh nhau thì cái này rất là dày thôi, các bác chỉ mặc quần đùi thôi cũng được nhé. Quần đùi áo cộc cho nó mát.
cái này kéo một đường giữa ra này. À, mình tiến hành mình mặc vào. Và tiến hành mặc nhé. Chúng ta đưa vào từng chân một. À, đưa vào tận chân, đưa tới ủng luôn. Như tôi này, tôi mang mặt của số 41 nhé. Và tiếp tục kéo lên. Mình đưa từng bên một nhé. Đấy, mình đưa ống tay vào trước này. Cho vừa mặt ống tay đi. Cái này khoác gần vai. À, tiếp theo gần tay này nữa. Cái này là tôi đang thao tác của mình đấy nhá, thao tác của mình của các bạn này. À, thao tác của mình. Rồi. Bây giờ tôi sẽ chụp cái này lên. Thế nhưng mà để mà kéo cái này cho nó chắc chắn ấy, thì nên nhờ một anh em nữa kéo cho thì nó sẽ chắc chắn hơn. À, thật ơi. Thật ơi. Em giúp anh này. Ồ. Kéo khóa ra đây. Kéo từ trên kéo xuống. Cái này ấy, nó kéo từ trên kéo xuống các bác nhá. Kéo từ trên kéo xuống. Nguyên một đường khóa luôn. Rồi kéo xong em dán chắc vào. Các bác lưu ý nhé, kéo khóa xong mình dán cái viền dán thật chắc lại nhé. Dán viền dán thật chắc lại. Rồi đây đây, các bác quan sát này. Tôi đang mặc cái bộ này là bộ số 41, cao 1m63 đến 1m65. Giơ tay này vươn rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Các bác có thể tiến hành trèo cây được. Các bạn đây là trèo cây được nhé. Em lên cái bộ hỗ trợ trèo cây mới cầm. Cái này các bác ở đây trèo cây luôn. À. Bây giờ như các bác quan sát này, phía trước đây là mặt của tôi nhá, nhìn rất là rõ gân tay này. À, đối với bộ này, đối với bộ này mà các bác khai thác ong đất ở dưới đất thì nó gần như là ok nhất, đỉnh nhất, chưa có bộ nào vượt qua được nhé. Thế còn khi các bác kiểu cây thì các bác thấy đây là cái ủng này, ủng này là tương đối nó cứng thì nó hơi khó trèo. Thì các bác có thể là các bác kết hợp cái bộ dụng cụ trèo cây này. Đấy, bộ dụng cụ trèo cây thì các bác sẽ tiến hành neo được cây được nhé. Thì đối với cái ủng cứng này mà các bác muốn trèo cây thì các bác nên sắm thêm cái bộ công cụ hỗ trợ trèo cây này. Thì nó sẽ ok hơn. Thế còn nếu mà không có công cụ hỗ trợ trèo cây này ấy, thì các bác trèo được bao nhiêu ấy thì nó là phụ thuộc vào cái kỹ năng của mỗi người nhé. Phụ thuộc kỹ năng của mỗi người. Đấy, nếu mà có cái bộ trèo công cụ hỗ trợ trèo cây này ấy, thì nó cực kỳ luôn rồi. À, thế còn đối với bộ này mà dành cho anh em khai thác ong đất thì nó là nhất luôn, nha, nó là nhất luôn. À, tôi sẽ bỏ cái này ra. Thì các bác có thể là kết hợp mua bộ dụng hỗ trợ trèo cây luôn. Bên shop có cung cấp các bác nha. Khi mình cởi ra, mình nhảy bén này ra. Đấy, cái khóa này cái đường nó dán rất là chắc ấy. Đấy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bác luôn. À. Các bác lưu ý nhá, cái bộ này thì nó là chất liệu bằng da. Tuy nó rất là nhiều ô thoáng rồi, nhưng mà mặc vào thì nó sẽ có cái cảm giác là nó là nóng. Điều đấy là điều đương nhiên, nó khó tránh khỏi. Thì đây là mình trong quá trình đi khai thác, đi kiếm cơm mà nó cũng phải vất vả một chút, nó không quá nhàn đâu các bác nhá. Đấy, không quá nhàn đâu. Thì giới thiệu với các bác về cái bộ này ấy, mà để cho các bác mà khai thác ong đất ở dưới mặt đất, mình cào này, mình cuốc này thì nó là cực kỳ, hay là bắt những cái ong bò vẽ ở tầm thấp thì nó là ok nhất nhé. Còn đối với các bác nào mà muốn bắt ong ở tầm cao thì các bác phải cần thêm cái bộ hỗ trợ trèo cây, hoặc là các bác phải có cái kỹ năng trèo tốt nhé, kỹ năng trèo tốt. À, thì đây là các bác, như các bác thấy này, ở shop rất là nhiều hàng đủ các thông số cho các bác lựa chọn. Các bác mua thì các bác cứ việc cho shop xin về chiều cao và cân nặng, thì tôi cùng anh em sẽ chọn cho các bác một cái bộ hợp lý và số đo cho các bác nhé. Bên ngoài cái mặt hàng quần áo bảo hộ bắt ong là phục vụ cho các bác đi săn ong, đi tìm ong, thì có thêm cả những cái mẫu ống nhỏ các bác này. Ống nhỏ mà 3 lít loại mini, hay ống nhỏ mà Bootsy hàng cao cấp, hàng siêu nét nhé. Mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình.
xốp Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Thế còn về phần giá nữa để các bác biết nắm được luôn để cho nó tiện trong quá trình các bác đặt hàng nhá. Bộ này thì nó là 1,2 triệu các bác nhá. Bộ quần áo này là 1,2 triệu. 1,2 triệu đã bao ship rồi nha các bác nhá. Còn mọi thông tin khác các bác alo trực tiếp tới shop theo cái địa chỉ theo số điện thoại ở trên màn hình nhá. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi, hẹn gặp lại các bác trong cái clip video sau. Các bác lưu ý kỹ này, giá tiền là 1,2 triệu là giá hiện tại. Còn các bác mua hàng này các bác alo trực tiếp đi, nó có xuống giá hay là nó có rẻ hơn một chút thì tôi sẽ báo trực tiếp cho các bác. Và còn cái hình thức gửi hàng ấy, các bác hình thức gửi hàng này thì sẽ gửi qua COD bên bưu điện hoặc là bên chuyển phát nhanh Viettel. Các bác nhận hàng, nhận hàng có quyền bóc ra xem và kiểm tra, bóc ra xem và kiểm tra, có thể mặc thử như tôi luôn. Đấy, các bác bảo yêu cầu anh bưu tá là cho tôi mặc thử luôn, yêu cầu anh bưu tá cho tôi mặc thử. Đấy, xong thì các bác mới phải thanh toán tiền nhá, thanh toán tiền sau khi đã xem và kiểm tra hàng. Đấy, các bác lưu ý kỹ này, giá 1,2 triệu thanh toán tiền sau khi đã xem và kiểm tra hàng nhá. Rồi, shop Tân Ánh Ngọc Ánh xin cảm ơn các bác đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé.